Xin chào mọi người. Hôm nay dù chỉ ở nhà như mọi ngày thôi, nhưng Ly đã xong hết các công việc phải làm rồi. Để tự thử cho bản thân, Ly quyết định sẽ tổ chức một buổi hẹn hò lãng mạn cùng với chính mình. Trước tiên, mình sẽ biến hình từ đầu đến chân để chuẩn bị dating thôi nào. Mời cả nhà cùng theo chân cô Ly trong buổi hẹn hò đặc biệt này nha. Bộ nào đây ta? Đây, cái này có vẻ nổi bật. Tính đến nay thì cũng đã hơn 2 tháng rồi Ly không có được ra ngoài. Hơi buồn vì không được đi làm và không được gặp khán giả của mình. Nhưng mà nghĩ tích cực thì đây là khoảng thời gian mà Ly được tập trung cho bản thân mình nhiều hơn, chăm sóc từ sâu bên trong, cả thể chất lẫn tâm hồn. Dạo này không ra ngoài đường, không tiếp xúc với bụi bẩn nên trộm vía da Ly được đẹp hơn tí. Nhưng mà không vì thế mà Ly lơ là với làn da của mình đâu nha. Tại vì mình ở trong phòng có vỏn vẹn bé như mét vuông thôi, nhưng mà cũng rất là nhiều bụi bẩn li ti. Rồi còn cả điện tích của laptop sản sinh ra sẽ kích thích da mình hấp thu bụi bẩn nhiều hơn và lỗ chân lông to hơn đó. Nên là Ly luôn chú trọng bước làm sạch da mặt để tránh xa các nốt mụn. Và để được thư giãn tối đa thì không thể không kể đến sự hỗ trợ đắc lực của em máy này. Nếu bạn nào theo dõi Ly từ lâu thì không còn lạ gì với bảo bối làm đẹp này của Ly đúng không? Em máy rửa mặt Luna 3 của nhà Furio. Máy có độ rung vừa đủ mạnh để có thể làm len lõi sâu vào trong từng lỗ chân lông, đánh bay bụi bẩn bã nhờn, nhất là vùng hai bên khóe mũi khó nhằn. Đấy, mọi người có nghe tiếng rung nhẹ nhẹ của máy không? Đây là sóng âm T-Sonic độc quyền chỉ có ở các dòng máy của Furio thôi đó. Cảm giác máy đi trên da mơn man thư giãn lắm luôn á. Máy Luna 3 này có ưu điểm chính là lông cọ mềm và êm lắm. Chất liệu silicone của hãng cũng an toàn cho da nữa. Với một người nền da mỏng như Ly, chỉ cần tác động mạnh trên da chút thôi là đã hơi đỏ rồi, mà dùng máy không hề gây hiện tượng này đâu. Mỗi lần mà trước khi make up để đi diễn hoặc là đi chơi đâu đó mà muốn có một lớp make up thật là đẹp và lâu trôi á, Ly sẽ rửa mặt thật là sạch bằng em máy Luna 3 này để lấy hết dầu thừa trên da, không gây tình trạng đổ dầu làm oxy hóa lớp nền sẽ rất là xấu luôn á mọi người. Và sau khi rửa mặt sạch thì da mình rất là mịn là đẹp, make up lên cực kỳ ăn phấn luôn á. Xuất sắc, xuất sắc. Và một ưu điểm vô cùng đặc biệt ở em máy Luna 3 này đó là máy chống nước và đầu cọ khô ráo rất nhanh, nên khi dùng xong mình rửa sạch và để gọn trên kệ nhà tắm là không lo bị tích tụ vi khuẩn hay là hư máy đâu. Ta-da! Thấy da rửa mặt xong tươi tắn mịn màng mà Ly yêu đời hẳn ra, giống như là cái cây héo vừa được tưới nước lại á. Nước len lõi vào từng tế bào làm da mình căng miệng và bơm thêm nhiều vitamin yêu đời. Tiếp theo là các bước dưỡng da nè, thêm một chút son dưỡng hồng hồng xinh xinh để hẹn hò với chính mình thôi. Đó, đây là nơi hẹn hò của tôi đêm nay á. Mở cái màn ra để ngắm thành phố lung linh nè. Thiệt là thoải mái quá đi. Ly có chuẩn bị một ly sinh tố và một dĩa trái cây ăn cho mát nè, vừa đẹp da và không sợ béo nữa. Somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my words. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, boy, I swear I'd do the worst. Yeah, và đây là sân khấu của tôi. Tôi hay tự ở nhà sổ mở nhạc mình lên hát theo vậy mọi người. Nhìn có hầm không? Diễn sâu dễ sợ chưa? Vui quá trời vui luôn á mọi người. Cái này là Ly đang
xem Money Hay phần 5 nè. Bây giờ xem hết rồi, phải chờ đến tận tháng 12 cơ mới có những tập còn lại nữa. Các bạn nữ ơi, Ly nghĩ là các bạn nên dành nhiều thời gian để yêu thương và chiều chuộng bản thân mình hơn nha. Ví dụ như là tự hẹn hò với chính mình như Ly nè. Các bạn hãy thử đi, cũng thú vị lắm á. Bây giờ thì Ly đi ngủ đây. Bye bye.